and the dove. Con kiến và chim bồ câu. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Ngày xưa ngày xưa, có một con kiến khát khô cả cổ, đang uống nước bên bờ sông. Suddenly, the ant fell into the river. Bỗng nhiên, con kiến trượt chân rơi xuống sông. Help! Help! Help me! Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Cried the ant. Con kiến kêu lên. But no one could hear his cries. Nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng kêu của nó. A dove sitting on a nearby tree saw that ant. Một con chim bồ câu đang đậu ở cái cây gần đó nhìn thấy con kiến. She quickly dropped a leaf into the water. Nó nhanh chóng thả một cái lá xuống dòng nước. The ant glided on the leaf and he thanked the dove. Con kiến leo lên cái lá và cảm ơn chim bồ câu. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter looking at the dove. Vài ngày sau đó, khi con chim bồ câu đang đậu trên cây, con kiến thấy một người thợ săn đang nhắm về phía chim bồ câu. The ant knew that the dove was in danger. Con kiến biết rằng chim bồ câu đang gặp nguy hiểm. It stung the hunter's legs. Con kiến đốt vào chân người thợ săn. The hunter cried in pain. Người thợ săn kêu lên đau đớn. The dove flew away to save its life. Con chim bồ câu bay đi thoát chết. Moral. Bài học đạo đức. Friend in need is friend indeed. Người bạn thực sự là người bạn ở bên ta những lúc khó khăn. New word. Thirsty. Ant. Dove. Suddenly. No one. Here. Dropped. A leaf. In danger. Stunk.